Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2016, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội đã giải ngân được 29.239 tỷ đồng. Cư dân bức xúc trước phí gửi xe tại chung cư Thăng Long Number One. Một số nguyên tắc cơ bản đối với phòng ngủ nhằm mang lại những điều tốt lành cho gia chủ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Cùng với những thông tin nổi bật vừa rồi, trong ít phút tới của bản tin Địa ốc 24 giờ Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, chúng tôi cũng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn góc nhìn của luật sư đối với những vi phạm về việc thu giá dịch vụ cao quá quy định cho phép. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 30 tháng 11, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội đã giải ngân được 29.239 tỷ đồng. Trong đó 82% nguồn vốn này dành cho các cá nhân mua, thuê mua hoặc là đầu tư cải tạo nhà, còn dư nợ 24.166 tỷ đồng. Cũng theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, đến nay trên 50.000 cá nhân và hộ gia đình đã cải thiện được chỗ ở nhờ gói 30.000 tỷ. Dự kiến vào thời điểm kết thúc chương trình là ngày 31 tháng 12 sẽ giải ngân đạt khoảng 30.000 tỷ đồng. Sau ngày 31 tháng 12, người vay mua nhà dù ký kết theo chương trình nhưng chưa giải ngân sẽ phải trả lãi suất thương mại có thể cao gấp 2 đến 3 lần. Trước đó, cơ quan này từng xin ý kiến chính phủ để có biện pháp tháo gỡ vướng mắc cho người mua nhà giải ngân sau ngày 30 tháng 6, tiếp tục được tính theo lãi suất ưu đãi. Là một thành phố có thế mạnh về du lịch, Nha Trang hiện đang là địa điểm thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư bất động sản. Nắm bắt được lợi thế này, nhiều chủ đầu tư đang tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ tại dự án của mình để thu hút khách hàng. Điển hình như khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang nằm tại vị trí sân bay Nha Trang cũ. Nơi đây được quy hoạch thành 6 khu trung tâm thương mại lớn, cao từ 30 đến 40 tầng với chức năng văn phòng cho thuê, các trung tâm dịch vụ thương mại. Bên cạnh đó, dự án còn bố trí khu nhà ở thương mại, nhà liền kề, khu công viên, cây xanh, trường học và các tuyến phố đi bộ hài hòa. Sau gần một năm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao quyết định làm chủ đầu tư, hiện tập đoàn Phúc Sơn đã chi gần 600 tỷ đồng để triển khai hạ tầng tại dự án này. Với việc chi hàng trăm tỷ đồng của chủ đầu tư cho việc phát triển hạ tầng, khu đất sân bay cũ Nha Trang đang thay da đổi thịt từng ngày. Thưa quý vị, việc Ban Quản lý chung cư Thăng Long Number One đã đề ra mức phí gửi xe mà được dư luận ví như là mức giá trên trời, 100.000 đồng một đêm đối với xe máy và 200.000 đồng đối với ô tô, đã khiến dư luận hết sức quan tâm trong mấy ngày qua. Câu chuyện cũng đã được các báo và các trang mạng xã hội đưa tin và chia sẻ. Ghi nhận của phóng viên Địa ốc 24 giờ sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Sau 8 ngày gửi chiếc xe máy tại chung cư Thăng Long Number One, anh Trần Minh Quang hết sức bàng hoàng khi biết phí gửi xe là 800.000 đồng, tương đương với 100.000 đồng một ngày. Sự việc đã khiến cho anh hết sức bức xúc và gửi đơn đi nhiều nơi. Đến nay đã 28 ngày trôi qua mà anh chưa lấy lại được xe. Mất xe rồi. Nếu tôi trả thì tôi sẽ tiếp tay cho những cá nhân làm sai tại tòa nhà này. Bởi vì là gần đây nhất năm 2014 tôi được biết rằng là Ủy ban thành phố Hà Nội đã ban hành một cái quyết định quy định những cái mức trông giữ và gửi xe tại tòa nhà chung cư. Và tôi biết cụ thể là đây ban ngày là 5.000 một ngày, còn nếu như xe đêm là 6.000 một ngày và tôi đây phải trả 100.000 một ngày thì rất là bức xúc cái chuyện này. Theo lý giải của đại diện ban quản trị tòa nhà, nơi để xe ở đây chỉ được thiết kế để phục vụ cho cư dân của tòa nhà. Thế nhưng rất nhiều người không phải là cư dân cũng như khách của cư dân tòa nhà đã đến gửi xe, dẫn đến việc bãi xe bị quá tải. Trong có vòng 15 ngày là có hơn 3.000 lượt gửi xe của khách vãng lai. Cái này thực sự làm cho hầm của gửi xe của chung cư chúng tôi quá tải. Và cư dân rất là bức xúc về vấn đề này. Nên đã đề nghị cho ban quản trị là phải có cái hướng xử lý làm sao để có chỗ gửi xe cho cư dân, đảm bảo đúng cái quyền lợi chứng đáng của cư dân nhất. Theo quyết định 69 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô Hà Nội, thì mức thu như vậy là cao gấp 50 đến 70 lần mức cho phép. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã đề nghị ban quản trị dừng triển khai quy định cho tới khi có giải pháp phù hợp hơn. Ủy ban dân phường cũng yêu cầu là ban quản trị tòa nhà phải dừng ngay cái việc thu phí trông giữ xe vì quy định này là chưa phù hợp với quyết định 69 của Ủy ban thành phố. Thế còn quy định mà còn cái biện pháp để hạn chế những cái đối tượng mà không thuộc diện được gửi xe trong tòa nhà
vào gửi xe trong tầng hầm thì ban quản trị phải làm việc với đơn vị quản lý vận hành để có cái biện pháp phù hợp. Rõ ràng, việc ban quản trị tòa nhà Thăng Long Number One vì quyền lợi của cư dân nên mới thu phí gửi xe của khách vãng lai cao hơn so với bình thường là điều dễ hiểu. Và đến nay, ban quản trị tòa nhà cũng đã có quy định mới phù hợp với quyết định 69 của Ủy ban Nhân dân Hà Nội về mức phí gửi xe tại tòa nhà. Theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được, ban quản lý tòa nhà đã có buổi làm việc với anh Trần Minh Quang để có hướng xử lý khác thay vì phải trả mức 800.000 đồng cho 8 ngày gửi xe của anh. Và quy định của tòa nhà cho đến nay đã được sửa đổi cho phù hợp hơn. Vậy trong trường hợp này, trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Và để làm rõ hơn nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Dương Lệ Ước An, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa ông, ở đây thì chủ đầu tư cũng như là ban quản lý tòa nhà cho rằng phần diện tích này thì không phải là phần diện tích chung của nhà nước mà thuộc diện tích riêng của tòa nhà. Chính vì vậy là họ cho rằng họ có quyền được đặt ra các cái mức thu phí như vậy. Liệu rằng trong trường hợp này thì họ đang vi phạm vào những quy định chung của nhà nước như thế nào ạ? Việc chủ đầu tư tiến hành thu phí cao hơn so với quy định của pháp luật là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Theo quy định tại Nghị định 99 năm 2015 ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Nhà ở năm 2014 quy định thì các phí dịch vụ, trong đó bao gồm cả phí trong giữ xe, không được cao hơn so với quyết định của Ủy ban Nhân tỉnh. Quyết định của Ủy ban Nhân tỉnh thì đối với trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2014 thì Ủy ban Nhân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 69 năm 2014 quy định về việc trông giữ xe đạp, xe ô tô, xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội sau. Thì đối với cái trường hợp thu giữ phí xe đạp đối với 5.000 đồng trên một lượt đối với xe máy và 6.000 đồng một lượt là buổi ban đêm và 100.000 đồng là được trong trường hợp là một tháng. Biết là trong cái việc thu phí sai quy định như thế này thì trách nhiệm thuộc về ai ạ? Ở đây là trong trường hợp này nếu việc thu phí quá cao so với quy định của nhà nước thì các bộ và các sở và các ủy ban ở đây có thể có văn bản chỉ đạo hướng dẫn xuống phải thực hiện nghiêm so với quy định mà Ủy ban thành phố đã ban hành. Có rất nhiều trường hợp thì là phí đã bị thu rồi, thậm chí là xe của người dân cũng bị giữ khi mà họ không thanh toán cái phí này cho chủ đầu tư hoặc là ban quản lý tòa nhà. Thì trong trường hợp này chúng ta có những cái phương án xử lý như thế nào ạ? Phương án xử lý đối với trường hợp mà chủ đầu tư thu giữ xe của người dân và người dân chưa tiến hành thanh toán phí cho chủ đầu tư thì có hai phương thức. Một là chủ đầu tư có thể tiến hành khởi kiện ra tòa đối với người dân. Hai là người dân nếu bị chủ đầu tư thu giữ xe thì người dân có thể khởi kiện ra tòa để yêu cầu chủ đầu tư trả lại xe. Mặc dù là hiện tại là Ủy ban thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định 69 năm 2014 quy định về việc quản lý nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên để đảm bảo cái quyền lợi ở đây thì chủ đầu tư cũng như Ủy ban thành phố phải có những cái giải pháp. Giải pháp ở đây là có những cái xử phạt nghiêm minh để đảm bảo cái quyền lợi cho người dân. Và đồng thời cái Nghị định 109 năm 2013 cũng đã quy định về việc thu phí quản lý. Thì nếu trong trường hợp chủ đầu tư thu phí cao, quá cao so với quy định của pháp luật thì có thể bị xử phạt theo nghị định. Ở đây tùy theo mức độ vi phạm mà mức xử phạt có thể là từ thấp nhất là 10 triệu đồng. Thấp nhất là 10 triệu đồng và cao hơn là tùy theo mức độ. Một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. Năm trăm dự án bất động sản đang bị bỏ hoang tại thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những lý do được đưa ra là do điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hay một phần dự án hiện nay chưa thông thoáng, khiến nhiều dự án chưa tìm được hướng ra. Đây là ý kiến vừa được ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đưa ra. Theo đánh giá của ông Châu, toàn thành phố có khoảng 500 dự án ngừng triển khai. Đây chính là phần chìm của tảng băng hàng tồn kho và đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt đề. Ông Châu cũng cho biết thêm, luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản hiện hành quy định chủ đầu tư chỉ được chuyển nhượng dự án sau khi đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc một phần dự án chuyển nhượng. Quy định này được đánh giá đã thoáng hơn so với luật kinh doanh bất động sản năm 2006 trước đây. Tuy nhiên, vẫn chưa phù hợp với thực tế hiện nay. Do đó, để tìm hướng ra cho hàng trăm dự án ngừng trệ hiện nay trên địa bàn, ông Lê Hoàng Châu kiến nghị nên cho phép doanh nghiệp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án kể từ sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch của dự án. Theo ông Châu, nên coi chuyển nhượng dự án là hoạt động bình thường trong quá trình đầu tư kinh doanh bất động sản theo nhu cầu của doanh nghiệp.
500 dự án ngừng triển khai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là một con số không hề nhỏ. Và nếu cơ chế chuyển nhượng dự án được nới lỏng hơn, tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp, hoạt động mua bán sáp nhập dự án M&A chắc chắn sẽ sôi động hơn trong thời gian tới. Và số dự án bỏ hoang từ đó cũng sẽ được hồi sinh nhiều hơn, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở tất cả các địa phương trên toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, cách sắp đặt phòng ngủ có vai trò quan trọng trong vấn đề sức khỏe và chất lượng giấc ngủ. Trong phong thủy thì có một số nguyên tắc cơ bản đối với phòng ngủ mà nếu như áp dụng sẽ mang lại những điều tốt lành hơn với gia chủ. Mời quý vị cùng đến với những tư vấn ngay sau đây cùng với chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, công ty phong thủy VNM. Cảm ơn chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã nhận lời mời của bản tin Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay. Và chuyên gia có thể hướng dẫn cách bài trí phòng ngủ như thế nào, cần phải lưu ý những điều gì ạ? Đối với việc bài trí phòng ngủ thì chúng ta cần phải chú ý với những phòng ngủ đối với vợ chồng và phòng ngủ của các ông, các bà chỉ để nghỉ ngơi và thư giãn. Thì cái tiêu điểm của bài trí nội thất phải là giường ngủ. Chúng ta phải chú ý là màu sắc nội thất đối với phòng ngủ phải luôn luôn là màu sắc có màu nền là màu sẫm nhất, màu tường sẽ sáng hơn và màu trần là màu sáng nhất. Chúng ta rất cần chú ý đó là trong phòng ngủ chúng ta tránh kê xếp quá nhiều đồ đạc vào trong phòng ngủ, nó sẽ tạo ra sự trì trệ về luồng khí trong phòng ngủ. Và chúng ta cần phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong phòng ngủ, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp gọn gàng thì sẽ tạo ra những cái luồng năng lượng cũng như sinh khí đối với phòng ngủ. Trước cửa của phòng ngủ thì cửa sổ cũng như là bất kỳ một cái cửa ban công, tránh để cho các cái cây đâm chĩa vào trong phòng ngủ vì nó sẽ tạo ra những năng lượng xấu. Về việc bài trí phòng ngủ thì như vậy. Thế còn với việc kê giường thì có một cái nguyên tắc nào không ạ, thưa chuyên gia? Chúng ta cần phải chú ý đó là giường ngủ, đầu giường phải kê sát tường, tránh để những khoảng rỗng quá lớn đối với cả không gian tường phòng ngủ. Thứ hai là giường ngủ tránh việc mà kê ở phía trên đầu giường ngủ cũng như phía đối diện giường ngủ không được treo điều hòa. Chúng ta không được treo các cái hệ thống đèn chùm quá lớn cũng như là các cái quạt trần mà đè lên giường ngủ vì như thế rất là không tốt đối với người ngủ ở trên giường. Trên giường ngủ thì khi là có vợ có chồng cùng ngủ chúng ta cần phải chú ý là hướng giường ngủ từ đầu đến chân thì bên tay phải luôn là người vợ nằm ngủ và bên tay trái là người chồng nằm ngủ. Đối với giường ngủ chúng ta cần phải chú ý là vị trí giường ngủ không được kê vào cửa sổ thường mở thoáng, hay là chân giường ngủ cũng không được đối diện với cửa phòng ngủ. Thì như thế sẽ khiến cho giường ngủ không được tĩnh tại. Chúng ta không được kê bất kỳ một chiếc gương nào soi thẳng vào giường ngủ vì như thế sẽ tạo ra năng lượng xấu đối với giường ngủ. Giữa phòng ngủ với phòng học của con em mình, với việc bài trí phòng ngủ này thì có điều gì khác không ạ, thưa chuyên gia? Đối với phòng ngủ kết hợp với không gian học tập dành cho các bé, chúng ta cần phải chú ý đó là tiêu điểm nội thất lúc này sẽ phải thuộc về không gian học tập của các cháu để tránh các cháu là sao nhãng việc học hành. Thứ hai là màu sắc nội thất trong cái phòng ngủ đối với các bé thì lên luôn luôn phải có nhiều gam màu trắng, màu sáng để cho các cháu có thể có được cái sự tập trung trong học hành và tỉnh táo mỗi khi học tập. Kết hợp với gam màu xanh ngọc, xanh lam là những màu sắc của trí tuệ mà lại vẫn đem lại giấc ngủ sâu khi các cháu ngủ. Tiếp đó, chúng ta cần phải chú ý là tuyệt đối tránh không được bài trí bất kỳ một cái gương nào soi, không chỉ là giường ngủ mà soi vào vị trí học tập của các cháu cũng là không tốt, sẽ khiến cho các cháu bị ảnh hưởng trong lúc ngồi học. Tiếp đó là chúng ta phải cần chú ý là giường ngủ đối với người đang đi học thì ngoài việc đầu giường phải kê sát thẳng tường, kê sát tường thì hai bên hông của giường ngủ cũng phải có khoảng cách thì như thế nó sẽ tốt đối với phát triển trí tuệ của trẻ nhỏ. Cảm ơn chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những tư vấn bổ ích dành cho chương trình. Tới đây bản tin Địa ốc 24 giờ thứ 6 ngày 23 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được tạm dừng. Xin quý vị hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0983838769, email địaoc24giờ@vtc.gov.vn. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.